Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Fiber của DaVinci Test. Thì khi mà các bạn viết những cái API cho cái hệ thống của mình thì có bao giờ các bạn suy nghĩ là phải như cái struct này, ví dụ như cái struct person của tôi đi. Đó, phải như mà nó có cái tính năng là khi mà user điền vào sai thông tin thì nó báo về error luôn, mà nó không cần mình phải đi ngồi mình email trong cái code của mình. Ví dụ vậy. Ví dụ như tuổi là phải tôi làm cái API cái hệ thống 18 cộng thì tuổi nó phải trên 18. Không? What the hell? Cái tên thì nó phải lớn hơn từ hai cái tự trở lên. Đó. Thì bắt buộc phải yêu cầu, đúng không? Bắt buộc phải kêu thì phải có, không có là nó API nó sẽ không chạy. Đó. Thì để mà làm được cái việc đó, thay vì mình phải ngồi mình viết code, đúng không, if else coi param này có hay không, cái param kia có hay không, độ dài cái chuỗi đó là bao nhiêu, thì trong Go có một cái thư viện gọi là cái thư viện validator. Thì cái thư viện đó nó sẽ hỗ trợ cho các bạn khi mà các bạn khai báo trong cái struct của mình, thì nó sẽ hỗ trợ các bạn cái việc là validate cái struct đó nó có phù hợp với cái khai báo của mình ngay từ đầu hay không, mà mình không phải viết quá nhiều code ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giới thiệu cho các bạn ha, cái việc gắn cái validator đó vào trong cái API Fiber của mình đây. Thì đầu tiên, việc đầu tiên của mình là mình phải cài đặt cái bucket validator là hiện tại ở đây mình đang sử dụng là cái Go Playground validator ha. Ngoài ra thì bên ngoài có nhiều thư viện validator khác, các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm rồi sử dụng ha. Ở đây mình demo thì mình sử dụng cái validator của Go Playground. Rồi, đơn giản thôi, đầu tiên thì mình cũng go get thôi. Ok, mình go get được cái thư viện validator này về rồi. Thì tiếp theo mình làm gì? Ở trong cái ví dụ này bây giờ mình nói đi, cái tên này bắt buộc nó phải từ hai cái tự trở lên và tuổi là phải lớn hơn 18. Mình làm hệ thống 18 cộng mà. Đó, ví dụ vậy. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu khai báo thêm trong cái struct của mình cái tag là validate. Trong tag này mình sẽ define cái field này là require, có nghĩa là cái field này là bắt buộc ha. Và cái tên tối thiểu phải có hai chữ cái, thì cái số ký tự tối thiểu nó phải là 2. Rồi, ok. Tiếp theo là mình sẽ validate cái nè, các bạn nhìn ha, khi mà các cái điều kiện nó nhiều điều kiện liên tiếp đó, thì cứ mỗi điều kiện mình cách nhau cái dấu phẩy ha. Cái tên thì nó được có lớn hơn 10 ký tự đi chẳng hạn vậy. Đó, ví dụ vậy đó, đây là ví dụ của mình ha. Thì những cái điều kiện nó cách nhau bằng một cái dấu phẩy. Rồi, tiếp theo nó cũng là require, đây là bắt buộc, cái field nào có require là nó bắt buộc. Rồi, cái thứ hai nó phải là number, đúng không? Và cái thứ ba nó phải lớn hơn 17, có nghĩa là từ 18 trở lên. Vậy cho nó dễ hiểu, được chưa? Thì những cái điều kiện này nó nằm ở đâu thì nó làm sao để mình nhớ hết. Thật ra các bạn không cần phải nhớ hết đâu, các bạn vào cái trang GitHub Playground, Go Playground Validator, đúng không? Thì đây những cái tag, những cái field, và nó cũng có định nghĩa cái bên luôn. Ví dụ như alpha, cái thử alpha ly nè, alpha num thì alpha b abc 1 2 4 5 nè,
Unicode, content, low tag and width, rồi number, numeric. Mấy này thì dễ quá rồi, dễ hiểu quá đúng không? Start with uppercase đó. Thì mấy này đọc cho là mình hiểu rồi đúng không? Ví dụ như start with thì cái field đó phải bắt buộc bắt đầu bằng cái ký tự gì 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 đó. Đó. Format, ví dụ như là format nó là 764. Format email. Nghĩa là cái trường đó, ví dụ các bạn có trường email thì format nó phải là email. Thì cái thư viện nó sẽ hỗ trợ cho bạn luôn. Hả? Ví dụ như cái format của nó là màu hoặc là latitude, longitude gì đó, nó đây nó sẽ được nghĩa sẵn những cái tag. Đây là những cái tag so sánh nè, viewer nè, lớn hơn hoặc bằng nè, nhỏ hơn hoặc bằng nè, và khác nè, được chưa? Còn lại là những cái min, max, default, quanh ớp, require, đấy, unit các kiểu. Thì đó đó là những cái tắc mà cái validator này nó hỗ trợ. Thì các bạn có thể tự mày mò tìm hiểu thêm ha. Ở đây mình chỉ giới thiệu sơ qua thôi, các bạn biết được cái thư viện, biết cách sử dụng của cái thư viện rồi thì các bạn tha hồ mà dập phá với cái thư viện này. Thì sau khi mình đã thêm được những cái tắc và những cái yêu cầu mong muốn của mình rồi thì tiếp theo mình làm gì? Tiếp theo mình phải viết một cái hàm validate cái struct của mình. Thì cái hàm validate này thì các bạn mong muốn viết như thế nào ha? Nhưng các bạn có thể viết cái function là validate như thế này cũng được. Đó. Rồi trả về euro ha. Hoặc là các bạn viết theo cái dạng này cũng được ha. Đó, thì hai kiểu, các bạn thích kiểu nào thì viết theo kiểu đó. Ok. Còn trong ví dụ này thì mình sẽ viết theo cái kiểu dưới này, nghĩa là mỗi struct nó sẽ tự đi validate nó ha, giống như tự đi kiểm điểm bản thân, đi thằng cu à, kiểu vậy ha. Rồi ok, bắt đầu. Vậy thì trong cái function validate mình này mình sẽ viết như thế nào đây? Thì mình sẽ có một cái là validate ha, sẽ bằng là validator. Nếu đấy validator đúng không? Đấy. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi validate cái struct của mình. Thì cái euro nó sẽ bằng là cái validate này, rồi struct đó, và mình đưa vào cái struct version của mình và mình trả về euro. Nghĩa là ok, tạo ra một cái validate validator, và validator này nó đi validate cái struct version của mình theo những cái gì mà mình định nghĩa ở đây. Rồi sau khi đã có hàm tự kiểm điểm bản thân thì bây giờ xuống đây, ví dụ như trong cái handler query version của mình đi ha, mình sẽ sau khi mà mình sử dụng query parser hoặc là cái body parser thì mình sẽ ra được cái object version đúng không, thì mình sẽ nói là ok, bây giờ em hãy đi kiểm điểm bản thân mình xem là bản thân mình có đủ tốt hay chưa. Ok. Và nếu bản thân mình không đủ tốt thì in cái log ra ha. Đấy. Và ở đây mình trả về cái euro luôn.
để xem cái handler very person này nó sẽ làm gì ha. Rồi đầu tiên là mình làm gì nè, đây mình giải thích lại nha. Đầu tiên là mình sử dụng query parser để mình bạc cái data từ client gửi lên, và sau khi mình có cái data này rồi, cái struct rồi rồi thì mình đi validate lại cái struct này để xem nó có phù hợp với những gì mà mình đã định nghĩa hay không. Và nếu như nó không phù hợp mình trả về error ha, mình có thể trả về đây là một cái static code là HTTP 400 kèm với một cái lời nhắn nhắn nhủ gì đó. Còn nếu như mà validate ok thành công thì trả về person ha, trả về thông tin của cái struct này đã gửi lên. Ok thì để đơn giản thì mình chỉ test ở trong cái handler query version thôi, ok chưa. Rồi bây giờ mình sẽ chạy và để mình test thử coi nó có trục trặc, nó có vấn đề gì hay không ha. Rồi lên, ôi ôi máy lạnh lạnh quá mấy ông ơi, rồi lạnh cúng cúng cả tay. Ôi rồi, API đã chạy. Tiếp theo là mình sẽ chạy thử cái API này. Rồi, với những cái thông tin là name là fuzzy và year là 100 thì nó hợp lệ đúng không? Fuzzy thì nó là lớn hơn hai ký tự và 100 thì nó lớn hơn 17. Sure. Cái chuyện này là tôi sure chắc chắn 100%. Rồi ok, thì tôi sẽ bỏ qua cái parametric này đi cho nó dễ nhìn nè. Đó, ok. Rồi, query lên, tên là phần gì? Ok. Rồi bây giờ ví dụ như tôi, cái tên này tôi sửa lại, tôi chỉ query lên chữ F thôi. Này các bạn thấy error liền nè. Đó, nó báo gì? Cái key person.name là bị error ở cái field name là fail on the min tag. Nó nghĩa là cái min, cái giá trị min nó không thỏa, nghĩa là yêu cầu tối thiểu là phải tới 2 lần mà anh này mới có 1 thôi, thì khi mà tôi thêm vô 2 ký tự thì nó chạy được. Ok đúng chưa. Rồi tiếp theo là hồi nãy mình test là ít hơn 2 ký tự đúng không, giờ nhiều hơn 10 ký tự thì sao? Ok, nó lại báo này đúng không? Là ở đây nó fail ở cái tag là max, nghĩa là tôi chỉ cho 10 ký tự thôi, anh cho nhiều hơn rồi. Ok. Rồi ok, được 2 ký tự thôi. Rồi tiếp theo là mình sẽ test tới cái 18 cộng của mình. Thì ở đây tôi ví dụ tôi lấy là 1 tuổi. Đó, nó báo liền nè. Mới 1 tuổi rồi vô cái trang hệ thống 18 cộng là nó bậy rồi. Không, nghĩa là phải lớn hơn ở cái field register name nè, đúng chưa? Ok, giờ ví dụ lấy số 17 đi. Vẫn không được, thấy chưa? Phải lớn hơn 17 mới được, 18 mới được. Đấy. Rồi, bây giờ giả sử trong trong cả hai trường hợp nó đều bị error hết thì nó sẽ trả cho mình về 2 cái error. Và cách mà để mà mình tách biệt ra từng cái error thì trong cái đốc của mình của Fiber nó có ví dụ cho mình cách là mình đấy là mình tách biệt ra từng cái row riêng biệt ha. Còn đây thì mình gộp lại thành một cái row mình trả về thôi. Ở đây nè, ví dụ như các bạn là for qua từng cái validation row nè, nó lấy ra cái tag cái value gì gì đó đây để ra từng cái row riêng biệt đó, thì các bạn có thể tương tự làm theo tương tự như thế này để các bạn demo, các bạn test thử ha. Đấy, vậy là ở đây mình đã thêm được cái validator cho cái struct của mình. Thì cái validator này làm được rất là nhiều thứ. Bên cạnh cái việc này thì ngoài ra nó còn hỗ trợ cả cái việc là các bạn có một cái object con ở trong và cái object lòng ở trong á, và đi validate luôn cái object đó luôn. Này thì
code nhiều quá tôi lười nên là tôi xin phép các bạn tôi bật cái doc của mình lên rồi chỉ cho các bạn thấy. Đọc code trên cái doc của mình này ha. Vậy đi, code nhiều lười lắm mấy bạn. Mỏi tay lắm. Rồi, ví dụ trong cái ví dụ này nó có một cái struct là job thì nó có một cái là time và cái salary. Cái time thì nó require là từ 3 tới 32 ký tự. Salary thì cũng require và bắt buộc phải là number. Ok, thì một cái user nó phải có một cái job và cái mong muốn là cái job này cũng phải được validate. Thì ở đây người ta sử dụng cái dive. Cái từ khóa dive nghĩa là đào sâu xuống đúng không? Lặn, lặn ha. Dive là lặn ha. À, lặn xuống. Lặn xuống trong cái object này đi validate nó luôn đi. Đó. Đó. Trong cái ví dụ này các bạn thấy không? Bool nè thì nó bắt buộc và nó có thể là bằng true hoặc là bằng fail. Đó. Cái email thì nhỏ nhất là 6 và max là 32. Đấy, tất cả những cái tắc này nhìn vào các bạn là các bạn có thể hiểu liền. Đúng chưa? Rồi, ở đây thì cách sử dụng là validate struct này thì giống như cách nãy tôi nói đó là các bạn tạo trong cái hàm validate truyền param vào hoặc là các bạn viết cái function giống như mình. Mình thì mình thích cái kiểu kia hơn. Cái kiểu là tự kiểm điểm bản thân hơn. Rồi, thì trong cái ví dụ này nó cũng cũng đơn giản thôi. Đó, thì cũng đi validate cái struct và sau đó là trả về euro trong một cái kiểu là JSON ha. Rồi, thì còn không khác gì mấy cái demo của mình. Thì đó, đó là những cái giới thiệu sơ qua về cái cách mà mình đi validate một cái struct được gửi lên mà mình không phải ngồi viết code XL từng dòng, từng dòng, từng field, từng field. Mình có tool, mình có đồ chơi sẵn để mà mình xử lý cái trường hợp đó. Nó quan trọng là mình define như thế nào thôi. Kết hợp những cái điều kiện là như thế nào. Thì đó, đó là cái thư viện về Validator. Và cái thư viện mình giới thiệu cho các bạn là Go Playground Validator. Đó, kết hợp với việc validation của Fiber ha. Thì cái thư viện này nó không chỉ dùng riêng cho Fiber đó các bạn có thể dùng với bất cứ cái framework nào nó cũng đều như vậy hết. Đúng là con trai của ta. Các bạn thấy ví dụ như cái chỗ này nó chỉ là đơn giản, nó chỉ là đi validate cái struct thôi. Thì bất cứ ngôn ngữ nào mình cũng có thể xài được, đâu có riêng gì là phải là Fiber. Thể sử dụng với Gin, Echo, với Bigo, với gì đó cũng đều ok hết. Nó chỉ đơn giản là đi validate cái struct còn trả về error cho mình. Còn khi mình có được cái error đó, mình muốn xử lý gì tiếp theo thì đó là việc của mình rồi ha. Ok, vậy thì video về cái việc validate một cái struct được là gửi lên ở đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.